Trong video ngày hôm nay, dược sĩ Trang siêu thị thuốc MPG rất là vui đồng hành cùng với lại quý vị trong cái chủ đề mới của ngày hôm nay cũng như các cái câu hỏi mà dược sĩ gặp rất là nhiều trong cái thời gian mà tư vấn cho bà mẹ trong việc sử dụng về men vi sinh và men tiêu hóa. Thì mình sẽ đi vào một cái chủ đề đó là men vi sinh và men tiêu hóa thì liệu là mình có thể dùng chung được hay không? Men vi sinh và men tiêu hóa là gì? Và men vi sinh là các chế phẩm có chứa các vi sinh vật có lợi hay còn gọi là lợi khuẩn và còn được gọi là probiotic như là các cái chủng như acidophilus hoặc là lactobacillus. Và khi vào đường tiêu hóa thì men vi sinh sẽ cải thiện cân bằng tạp khuẩn của ruột và mang lại các lợi ích cho sức khỏe người dùng. Và có thể thấy thì men vi sinh là một tập hợp các cái vi khuẩn có lợi, trong khi đó thì men tiêu hóa hay còn gọi là enzyme thì lại do chính các cái tuyến trong cơ thể tiết ra và giúp cho tiêu hóa cũng như là hấp thu lượng thức ăn, hay chính là cắt nhỏ thức ăn thành các cái phần tử nhỏ để dễ hấp thu vào máu hơn. Và các loại như là men amylase, protease hoặc là lipase. Và men tiêu hóa thì đưa các cái tuyến bài tiết của đường ruột tiết ra như là các cái tuyến nước bọt, tuyến tụy, gan, mật và các cái tế bào trên bề mặt ruột. Công dụng của hai loại men này thì có gì là khác nhau? Men vi sinh thì là giúp tiêu hóa thức ăn tốt và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có lợi và khắc phục được các cái tình trạng loạn khuẩn ruột và tăng cường miễn dịch cũng như là bảo vệ đường ruột. Trong khi đó thì men tiêu hóa lại sẽ giúp chuyển hóa các cái chất bột đường, đạm, béo trong thức ăn thành các cái chất dinh dưỡng. Ví dụ như là men amylase thì sẽ phân hủy là các carbohydrate và tinh bột, còn lipase thì sẽ xử lý chất béo. Khi nào thì cần sử dụng men? Men vi sinh thì được chỉ định khi mà sự cân bằng của hệ tạp khuẩn đường ruột bị xáo trộn, dẫn đến là rối loạn về tạp khuẩn và thường gặp ở các cái bệnh nhân điều trị kháng sinh kéo dài. Biểu hiện của loạn khuẩn ruột đó là đi ngoài phân sống này, tiêu chảy này, khó tiêu này, chướng bụng này. Trong khi đó thì men tiêu hóa thì được bác sĩ chỉ định cho những bệnh nhân thiếu men tiêu hóa như là người bị ngộ độc thực phẩm, người bị thường xuyên bị stress, người dùng bia rượu kéo dài hoặc là những cái bệnh nhân dùng thuốc, nhất là kháng sinh, vân vân. Và việc tiết men tiêu hóa sẽ bị hạn chế và thức ăn sẽ không tiêu hóa được tốt, dẫn đến là đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy. Men vi sinh và men tiêu hóa thì dùng cùng nhau có được không? Trong thực tế thì men vi sinh và men tiêu hóa là có sự hỗ trợ thiết thực trong việc là điều trị các bệnh lý về tiêu hóa và có thể dùng cả hai loại men này cùng nhau một lúc nếu như người bệnh bị thiếu hụt cả hai. Và việc sử dụng không đúng hoặc là lạm dụng bất kỳ loại men nào cũng sẽ dẫn đến các cái tình trạng là nguy cơ bất lợi cho sức khỏe đường ruột. Và tốt nhất là bệnh nhân nên sử dụng khi thật cần thiết hoặc là có sự hướng dẫn chỉ định trực tiếp từ bác sĩ hoặc là nhân viên y tế. Thời gian sử dụng men như thế nào cho hiệu quả? Và men vi sinh thì đối với men vi sinh thì các men vi sinh là vi khuẩn sống, nên uống vào các cái thời điểm trước bữa ăn khoảng tầm độ 30 phút, khi đó thì dạ dày đang rỗng để các cái lợi khuẩn này nhanh chóng thoát ra khỏi thành dạ dày xuống đến ruột non và nhằm giảm thiểu cái lượng lợi khuẩn bị suy giảm bởi dịch axit dạ dày. Còn men tiêu hóa thì là các cái enzyme giúp cho việc tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, do đó thì nên uống vào các cái thời điểm sau khi ăn bữa chính khoảng tầm 30 phút với nước đun sôi để nguội. Kết luận lại, đó là các bậc phụ huynh nên nhớ rằng việc sử dụng riêng lẻ hoặc là kết hợp men vi sinh cùng với men tiêu hóa đều cần có sự chỉ dẫn của nhân viên y tế, bác sĩ hoặc dược sĩ. Vì vậy, không nên tự ý sử dụng bất kỳ loại sản phẩm nào cho trẻ để tránh ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của bé. Để theo dõi các cái video tiếp theo thì các bạn có thể là ấn nút theo dõi kênh của siêu thị thuốc MPG hoặc là truy cập trực tiếp vào website siêu thị thuốc MPG.vn. Hoặc là quý vị có thể gọi điện trực tiếp về hotline của siêu thị thuốc MPG, đó là 0942946633 để các cái dược sĩ MPG có thể giải đáp tư vấn cho quý vị trong thời lượng sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.